Đến bây giờ trên thế gian sẽ không còn ai quan trọng với em, cũng bởi vì là anh đó, người quan trọng nhất cũng đã lìa xa. Từng ngày qua em nhớ anh thật nhiều, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt bờ môi. Từng ngày qua em nghe lòng đau thật đau vì ai đã bỏ rơi em. Nơi giờ phút này đây không ai là quan trọng với em. Nơi giờ phút này đây không ai là quan trọng nhất ở đâu. Bởi vì anh quan trọng nhất cũng đã lìa xa, thì giờ em biết phải tìm vào ai. Nơi giờ phút này đây không ai là quan trọng với em. Nơi giờ phút này đây em sẽ không vì anh đã ăn đau. Dù em biết sẽ có một ngày anh sẽ nhớ và quay về đây, nhưng em không còn yêu. Phút này đây không ai là quan trọng với em. Đến giờ phút này đây